Liên quan đến vụ việc một sản phụ ở Hà Nội tử vong vào ngày 4 tháng 11 tại Bệnh viện Việt Pháp sau khi sinh thường, sáng hôm nay tại buổi thông tin với báo chí, Tổng Giám đốc Bệnh viện Việt Pháp cho biết sau khi sinh thì sản phụ mất rất nhiều máu. Mặc dù đã được các bác sĩ cấp cứu, xử lý cầm máu và chuyển ngay sang khu chăm sóc tích cực nhưng không có chuyển biến. Bệnh nhân sau đó được mổ cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Đại diện bệnh viện cũng cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến sản phụ tử vong do bị mất máu quá nhiều. Trong 3 ngày, các bác sĩ đã đưa ra nhiều phương pháp cứu chữa rất tích cực, nhưng bệnh nhân bị suy đa tạng rất nặng dẫn đến tử vong. Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng khi bệnh nhân nằm suốt 5 tiếng không có bác sĩ quan tâm, đại diện bệnh viện khẳng định thông tin trên là không đúng. Sở Y tế Hà Nội cho biết do gia đình từ chối mổ tử thi nên hiện nguyên nhân khiến sản phụ tử vong được nghi nhiều đến việc rối loạn đông máu. Tới đây các chuyên gia bên ngoài sẽ xem lại toàn bộ để đánh giá quá trình điều trị chăm sóc cho sản phụ này. Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận về việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác, kiểm tra xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại một số dự án ở tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn từ 2010 đến 2017. Theo đó, qua thanh tra 32 dự án và 3 trường hợp chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác, cơ quan thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm và kiến nghị Thủ tướng, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiểm điểm làm rõ trách nhiệm với các tổ chức cá nhân. Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng kỷ luật nghiêm minh trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn nói trên, xử lý kỷ luật phù hợp với các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, Hà Nội thông tin là mới đây tại trường tiểu học Nguyễn Trãi có hơn 100 học sinh nghỉ học chưa rõ nguyên nhân. Theo báo cáo ban đầu, vào ngày 2 và 3 tháng 11, trường có hơn 100 học sinh nghỉ học. Theo thông tin phụ huynh học sinh cung cấp cho giáo viên chủ nhiệm, có nhiều nguyên nhân khiến học sinh nghỉ học như là sốt, viêm họng, mệt, buồn nôn, đau răng, đau bụng, có triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Đến ngày hôm qua, trường vẫn còn hơn 60 học sinh nghỉ học. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã tới trường tiểu học Nguyễn Trãi để kiểm tra khu vực bếp ăn, dụng cụ chế biến, đồ chứa thực phẩm và niêm phong lưu mẫu thực phẩm, lấy mẫu sữa học đường, nước sinh hoạt và nước uống đóng bình của trường tiểu học Nguyễn Trãi gửi đi làm xét nghiệm. Nguyên nhân khiến nhiều học sinh nghỉ học đang được khẩn trương làm rõ. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong vòng một tuần qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đã xét nghiệm cho hơn 1.800 trường hợp nhập cảnh và các ca nghi ngờ trường hợp có yếu tố dịch tễ. Qua đó phát hiện một trường hợp dương tính là bệnh nhân 1.203, chuyên gia người Israel. Đặc biệt, tình trạng người dân không đeo khẩu trang ở các nơi tập trung đông người, ngay như là ở bờ Hoàn Kiếm, phố đi bộ, rất đáng báo động. Từ ngày hôm nay, 5 đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố sẽ bắt đầu ra quân kiểm tra tại một số quận huyện và kiểm tra trực tiếp tại các khu vực trọng điểm như là khu cách ly tập trung, khu lưu trú phòng Covid-19. Đáng chú ý, quá trình kiểm tra các đoàn sẽ lưu ý đến vấn đề xử phạt hành vi không đeo khẩu trang ở nơi bắt buộc phải đeo theo quy định. Du lịch Việt Nam đã giành được chiến thắng ở nhiều hạng mục giải thưởng khu vực châu Á năm 2020 do tổ chức World Travel Awards giải thưởng du lịch thế giới bình chọn. World Travel Awards được ví như là Oscar của ngành du lịch thế giới. Và theo kết quả công bố mới nhất của website này, Việt Nam vinh dự được bình chọn là điểm đến di sản hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á và điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á. Đây là lần thứ hai liên tiếp Việt Nam giành giải thưởng ở những hạng mục điểm đến văn hóa, di sản, ẩm thực. Khu nghỉ dưỡng Premier Villa Hạ Long Bay của Việt Nam cũng được nhận danh hiệu khu nghỉ dưỡng mới hàng đầu châu Á. Việt Nam Airlines nhận danh hiệu hãng hàng không văn hóa hàng đầu châu Á. Sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh được nhận 2 danh hiệu cho phòng chờ sân bay hàng đầu châu Á và sân bay khu vực hàng đầu châu Á. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổng kết chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là hoạt động tổ chức lao động quốc tế ILO tài trợ cho Việt Nam thông qua Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp nâng cao năng lực tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp nằm trong dự án phát triển doanh nghiệp bền vững SCOT do Tổ chức Lao động Quốc tế ILO hỗ trợ triển khai tại 15 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Được triển khai từ tháng 3 năm ngoái, chương trình đào tạo nhằm giúp 250 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận đội ngũ chuyên gia có uy tín, hướng tới mục tiêu đảm bảo nâng cao năng suất đi cùng nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho người lao động. Qua hơn một năm triển khai, có hơn 100 chuyên gia của Việt Nam đã được đào tạo nâng cao năng lực, chuẩn hóa theo đúng tiêu chuẩn của ILO. Cách đây ít giờ, hãng nghiên cứu Edison thông báo tại bang Arizona, bang chiến địa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tới nay mới có 86% số phiếu bầu được kiểm. Trong đó, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Joe Biden đang dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa với khoảng cách 50,7% và 47,9%. Trước đó, một số hãng truyền thông lớn của Mỹ xác định ông Biden đã giành chiến thắng tại bang quan trọng này.
Với diễn biến mới nhất nói trên, nhiều người vẫn hy vọng là Tổng thống Trump có cơ hội lật ngược tình thế tại bang chiến địa quan trọng có 11 phiếu đại cử tri. Hiện ông Biden đang có 264 phiếu đại cử tri. Vì thế, con đường dễ dàng nhất để chiến thắng là giành được bang Nevada có 6 phiếu đại cử tri, đạt 270 phiếu đại cử tri cần thiết. Ông cũng đang có lợi thế tại đây, dù bang này đã tạm dừng kiểm phiếu đến trưa ngày 5 tháng 11 theo giờ Mỹ, tức là khoảng 0 giờ ngày 6 tháng 11 theo giờ Hà Nội. Nếu như bang Arizona chuyển thành màu đỏ, biểu tượng của Đảng Cộng Hòa, sau khi hoàn tất kiểm phiếu, ông Biden sẽ cần thêm 17 phiếu đại cử tri nữa. Theo số liệu cập nhật của hãng tin Fox News về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tính tới 13 giờ chiều nay 5 tháng 11 theo giờ Việt Nam, ứng cử viên Joe Biden của Đảng Dân Chủ đã giành được hơn 72 triệu phiếu phổ thông, cao hơn khoảng 3,4 triệu phiếu so với đương kim Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Số phiếu phổ thông bầu cho ông Biden nhiều hơn số phiếu ủng hộ ông Barack Obama trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2008, hơn 69,49 triệu phiếu. Trong khi đó, số phiếu phổ thông bầu cho Tổng thống Trump hiện là hơn 68,5 triệu phiếu, cao hơn số phiếu ông giành được trong cuộc bầu cử cách đây 4 năm. Hiện còn 5 bang chưa công bố kết quả kiểm phiếu bao gồm 3 bang chiến địa là Pennsylvania, North Carolina và Georgia, 16 phiếu, cùng 2 bang Nevada và Alaska. Tổng thống Trump đang dẫn trước tại cả 3 bang chiến địa nói trên cùng Alaska, trong khi thì ông Biden đang dẫn trước tại Nevada. Hãng tin AFP vào ngày hôm nay dẫn thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins cho biết là trong 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận hơn 99.000 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Đây là số ca nhiễm mới hàng ngày cao nhất từ trước đến nay tại Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 9,4 triệu ca mắc và 233.000 ca tử vong. Nước này tiếp tục là quốc gia có số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới. Trong khi đó, báo Washington Post đưa tin, trong một ngày qua, Mỹ đã ghi nhận hơn 100.000 ca mắc mới COVID-19, qua đó tiếp tục ghi nhận kỷ lục số ca nhiễm mới hàng ngày, trong bối cảnh nước Mỹ đang chờ đợi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra rất kịch tính. Phó Chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu EC mới đây đưa ra cảnh báo tốc độ hồi phục của các nền kinh tế Liên minh châu Âu EU khỏi tác động của dịch COVID-19 có thể chậm hơn so với dự báo trước đây vì tình hình dịch bệnh ở khu vực này diễn biến phức tạp trở lại. Ông Dombrovskis nhấn mạnh sự nhất thiết phải đạt được một thỏa thuận trong nội bộ các thể chế của EU về kế hoạch hồi phục kinh tế trị giá 750 tỷ euro, tương đương với 879 tỷ đô la. Đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên EU chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch cải cách và đầu tư nhằm hỗ trợ phục hồi và chuyển đổi nền kinh tế. Cuộc họp của các bộ trưởng kinh tế và tài chính EU diễn ra trong bối cảnh các nước trong khu vực đang siết chặt hạn chế nhằm kiểm soát làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Một nguồn tin tòa án Pháp cho biết là ngày 4 tháng 11, cảnh sát của nước này đã bắt giữ một đối tượng nam 17 tuổi vì có liên hệ với thủ phạm vụ tấn công bằng dao tại một nhà thờ ở thành phố Nai khiến 3 người thiệt mạng. Theo nguồn tin, đối tượng nói trên bị cho là có liên hệ trên mạng với Brahim Isaui, 21 tuổi, thủ phạm vụ tấn công bằng dao vào ngày 29 tháng 10 vừa qua. Trong khi đó, cảnh sát vẫn tạm giam 4 đối tượng khác bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 11. Hiện đối tượng Isaui vẫn đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị cảnh sát bắn trong vụ tấn công bằng dao nói trên. Một nguồn thạo tin cho biết đối tượng này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Do vậy, quá trình thẩm vấn có thể bị trì hoãn. Cảnh sát Pháp đã xác định đối tượng Isaui là người Tunisia. Giới chức tư pháp Tunisia cho biết là Isaui cũng từng bị bắt giữ vào năm 2016 vì có hành vi bạo lực và sử dụng dao. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh 15 giờ chiều nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.